Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa với quý vị và các bạn, trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay thì có rất nhiều người muốn tiết kiệm cho gia đình của mình bằng cách là chọn những chiếc xe ô tô cũ, những chiếc xe ô tô đã qua sử dụng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, rất là nhiều người mong muốn như vậy, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để mua một chiếc xe ô tô cũ, bởi vì nó có rất là nhiều lý do. Ví dụ như có những người không tin tưởng vào những cái chất lượng của những chiếc xe ô tô cũ, chỉ sợ là mình mua phải được những chiếc xe nó chất lượng nó không được tốt, những chiếc xe bị lỗi, những chiếc xe bị đâm đụng ngập nước. Nó có muôn vàn lý do để chúng ta rất là ngại mua xe ô tô cũ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một chiếc xe mà để cho quý vị và các bạn không phải lo về một cái vấn đề nào cả. Vì chiếc xe này của tôi giới thiệu nó chỉ là chiếc xe siêu lướt thôi ạ. Siêu lướt tức là nó chạy rất là ít, vừa mới chạy có 1.1 km thôi và bảo hành bảo dưỡng đầy đủ tại hãng. Tức là chiếc xe này còn đang bảo hành tại hãng luôn ạ. Chủ xe chăm sóc bảo dưỡng đầy đủ lịch sử ở trong hãng. Cho nên quý vị và các bạn bây giờ mua chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể đem vào hãng check, kiểm tra lịch sử xem nào có đúng là chủ xe đã chăm sóc thường xuyên ở trong hãng hay không, và chiếc xe này còn bảo hành tại hãng hay không thì quý vị bạn có thể đem vào hãng và kiểm tra. Khi đã kiểm tra tại hãng yên tâm rồi thì quý vị và các bạn tiến hành là mua chiếc xe này ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay quý vị và các bạn đang xem đây ạ là một chiếc xe bán tải thuộc phân khúc bán tải, đó chính là chiếc xe Chevrolet Colorado phiên bản LTZ. Thưa với quý vị và các bạn, trong Colorado nó có rất nhiều phiên bản. Phiên bản LTZ là cái phiên bản cao cấp nhất rồi, đầy đủ nhất rồi. Tức là số tự động này, hai cầu này, option thì tương đối đầy đủ. Nó còn có những cái option còn hơn cả chiếc xe Ford Ranger Wildtrak cơ. Thưa với quý vị và các bạn ạ, ví dụ như đèn nổ từ xa. Sau đây thì với chiếc khóa này thì tôi sẽ điều khiển cho quý vị và các bạn đèn nổ từ xa để quý vị và các bạn thấy luôn này. Đấy, chỉ giữ nút ở trên chìa khóa này khoảng 3 giây thôi thì chiếc xe này tự động nổ máy rồi. Đấy, thưa với quý vị bạn, nếu như chúng ta lên xe chúng ta cắm chìa vào hoặc là chúng ta lại có thể chạy được luôn ạ. Option thì tương đối rất là nhiều, ví dụ như là cảnh báo lệch làn này, cảnh báo tiền va chạm này, cruise control, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Rất là nhiều option ở trên chiếc xe này ạ. Phải nói là những chiếc xe này có những cái option đến chiếc xe Ranger không có được ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Colorado phiên bản LTZ siêu lướt 1.2 km này đấy ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, về chiếc xe Colorado LTZ này thì nếu như quý vị và các bạn đăng ký theo dõi kênh của tôi, quý vị và các bạn theo dõi thường xuyên thì ở những cái video trước đó tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều về option của chiếc Colorado này rồi. Có những cái video mà tôi hướng dẫn cụ thể từng chiếc, ví dụ như là lên xuống kính tự động này, hoặc là đè nổ từ xa này. Về option tôi cũng đã giới thiệu rất rõ về chiếc xe này rồi. Hôm nay thì tôi giới thiệu riêng về chiếc xe này. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về được. Nói thật với quý vị và các bạn, mua về được mấy hôm nay rồi, nhưng do thời tiết là trời rất là mưa, tôi chưa có dọn dẹp gì được. Và đúng thật luôn là chưa có thời gian để dọn dẹp, nhưng chiếc xe này cũng không cần phải dọn dẹp ạ. Tôi vừa mới đem qua đi rửa thôi. Và tôi đem lên đây là quay giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe phiên bản Colorado LTZ này đây ạ. Chiếc xe được trang bị một cái động cơ rất là mới. Động cơ từ năm 2018 thì là chiếc xe Chevrolet cũng đã trang bị cho chiếc Colorado là một cái phiên bản động cơ mới, động cơ 2.5 lít. Động cơ turbo tăng áp, nó khác với cái động cơ trước đó là 2.8. Giảm thể tích làm việc nhưng công suất không giảm, công suất còn tăng hơn ạ. Đi rất là thích và tiết kiệm nhiên liệu ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi mới mua về và không tất cả nó vẫn còn nguyên bản. Trừ từ lúc mà tôi mua về nó như thế nào thì tôi để nguyên như thế. Vậy là tôi đang quay đến đây cho quý vị các bạn cùng xem. Tuy chủ xe sử dụng có đôi chỗ xước sát đây, xước sát như thế nào thì tôi quay cho quý vị các bạn cùng xem đây nhé. Thưa với quý vị bạn, đây là những cái vết xước rất là nhỏ, chỉ cần đánh bóng là nó hết thôi. Nhưng mà tôi cũng chưa đánh bóng đâu, để nguyên cho nó nguyên bản luôn ạ. Cho nó nguyên bản. Đấy, có một vài chỗ thôi, một vài chỗ xước sát rất là nhẹ, rất là nhỏ, nhưng mà tôi sẽ để lại. Và tất cả thì nó còn nguyên bản đây. Thưa với quý vị và bạn, đây là cái phần về cái dàn lốp. Dàn lốp chiếc xe được sản xuất năm 2019, đang ký năm 2019 luôn. Sản xuất năm 2019 nhưng mà cái dàn lốp này là sản xuất năm 2018 đây. Thưa với quý vị, đây là cái đét lốp của hai khâu sản xuất, là lốp phụ tùng là nó có sản xuất trước khi là sản xuất năm sản xuất của xe ạ. Phụ tùng là sản xuất trước. Đây là cái nguyên cái dàn lốp này sản xuất năm 2018 đây ạ. Tôi quay hết cả một cái dàn lốp này,
cho quý vị và các bạn này cùng xem để quý vị và các bạn thấy được là nó còn mới như thế nào ạ. Lốp rất là dày đây ạ. Hoa lốp rất là dày vì chiếc xe mới lăn bánh có 1.1 km thôi thưa với quý vị và các bạn. Riêng cái dàn lốp này còn nguyên bản hết luôn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là va chạm gì cả đâu. Như cái lốp đằng sau đây ạ. Đây, cái phần lốp sau cũng là đết lốp 2018 luôn. Đây là cái này là bẩn thôi quý vị các bạn nhé. Chưa có xước sát gì đâu cả, đây là bẩn. Do tôi chưa rửa, đây là cái phần lốp sơ cua. Lốp sơ cua còn rất là mới đấy ạ. Tôi vừa mới rửa xe cho nên là cái lốp nó hơi ướt bẩn tí thôi chứ còn rất là mới đây. Cái phần lốp sơ cua còn nguyên bản này. Và cái phần gầm, quý vị các bạn xem đây là cái phần gầm cũng còn rất là đẹp. Vì chiếc xe này chạy ở thành phố cho nên là gầm nghĩa không có bị rỉ, không có bị mọt gì cả. Và tất cả còn nguyên bản, còn rất là mới đây. Quý vị các bạn xem thì quý vị các bạn có thể thấy được là chiếc xe này còn rất là mới. Không khác gì một chiếc xe vừa mới dắt từ hãng ra, mà quý vị và các bạn sở hữu thì lại tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Đây là cái phiên bản này, LTZ rồi ạ, Colorado LTZ. Xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi. Đây là cái phần này, cảm biến lùi này, cảm biến lùi này, camera lùi nguyên bản theo xe. Đấy, đây là cái phần camera lùi nguyên bản theo xe. Và chiếc xe này thì thưa với quý vị các bạn, chủ xe này không có nhu cầu sử dụng, không có làm gì cái phần đằng sau này, cho nên là chủ xe cũng không lắp nắp thùng, để nguyên bản đúng như là mua như thế nào thì còn nguyên bản như thế vậy, chưa làm bất cứ một cái việc gì cả. Đây là cái phần của chủ xe. Đây là cái phần bậc cửa còn rất là mới. Phần bao đời sốc trước đây, thưa với quý vị bạn, xe thì cũng đã được trang bị là đèn LED rồi. Đây là tôi đang không nổ máy, chứ nổ máy lên là nó có bật cái đèn LED này lên là rất là đẹp. Cảm biến trước, cảm biến trước cũng đã đầy đủ rồi. Riêng về chiếc xe này thì không phải giới thiệu gì nhiều cho quý vị và các bạn, tại vì nó còn rất là mới, không khác gì một chiếc xe ở trong hãng ra và còn bảo hành tại chính hãng luôn ạ. Đấy, thưa với quý vị bạn, nếu như quý vị và các bạn nào mà lấy chiếc xe này thì rất là yên tâm rồi, có thể đem ra hãng để kiểm tra. Và đây là cái phần xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu, và gương chiếu hậu cũng là cái phần gương chrome, rất là sáng, rất là đẹp. Quá đẹp cho một chiếc bán tải Chevrolet Colorado phiên bản LTZ. Và giá thì cũng rất là hợp lý, chúng tôi đang bán với giá là 650 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, có thể làm thủ tục trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán 30% thôi, còn lại là 70% đã có ngân hàng hỗ trợ tối đa trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Chiếc xe này thì chắc chắn với quý vị và các bạn là không phải giới thiệu về phần đâm đụng hay là va chạm rồi, vì chúng tôi cam kết và bảo hành, không những chúng tôi cam kết và bảo hành về cái phần đâm đụng, va chạm, tai nạn mà còn bảo hành tại hãng luôn ạ. Cho nên là quý vị và bạn có thể yên tâm. Ghế cũng là nội thất nguyên bản, là nội thất ghế da, ghế chỉnh điện. Và cái phần nội thất này là chúng tôi cũng chưa dọn dẹp gì đâu thưa với quý vị và bạn nhé, còn rất là bụi. Lát nữa thì tôi sẽ về, tôi sẽ dọn dẹp lau qua đi một chút thôi, chứ cũng không phải dọn dẹp gì nhiều đâu, tại vì dọn dẹp là nó mất cái hơi mùi mới của xe. Đây là phết vẫn còn bụi đây này thưa với quý vị bạn nhé. Nếu dọn dẹp sạch sẽ nó sẽ không còn bụi nhiều này đâu, còn bụi thôi, bụi bẩn thôi. Chứ nếu mà dọn dẹp, tẩy rửa sạch sẽ đẹp đẽ lên thì nó cũng không hơn được nhiều lắm đâu, vì chiếc xe này còn rất là mới. Mà tẩy rửa nhiều vào đây thì nó mất cái mùi mới của xe đi, cho nên là tôi muốn để cho nó nguyên, chỉ rửa bằng nước lã bên ngoài thôi. Đây, thưa với quý vị và các bạn, option thì rất là nhiều. Bộ phận đèn cũng là phần đèn auto, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, cruise control. Cruise control này, cảnh báo tiền va chạm hay là gọi là phanh khoảng cách đấy ạ. Cảnh báo lệch lan đầy đủ hết rồi. Quý vị và các bạn này có thể yên tâm về chiếc xe này, rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn ra cái phần đằng sau này. Phần đằng sau cũng rất là mới, đằng sau còn mới hơn rất là nhiều, vì đằng sau này thì gần như là chủ xe không sử dụng đến ạ. Phần về chiếc xe này thì thưa với quý vị và các bạn, tôi bỏ qua không giới thiệu cho quý vị và bạn về cái phần keo chỉ nữa nhé. Tại vì là cái phần keo chỉ giới thiệu cho quý vị và các bạn nó bằng thừa thôi, vì chiếc xe này không khác gì một chiếc xe mới, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Chủ yếu là giới thiệu thêm cho quý vị về cái phần option thôi. Đây ạ, một số chỗ còn chưa bóc ni lông, tôi giới thiệu cho quý vị các bạn là
xem đây, một số chỗ ví dụ như những cái phần này đây này, chủ xe còn chưa bóc ni lông đây ạ. Chưa bóc ni lông này. Màn hình cũng chưa bóc ni lông này. Để còn nguyên. Màn hình chưa bóc ni lông và tôi những cái phần này điều hòa này đã bóc ni lông đâu, còn nguyên đây ạ. Còn nguyên, chủ xe chưa bóc ni lông và đồng hồ thì tôi sẽ bật cho quý vị và bạn cùng xem. Đây ạ, đây là cái đồng hồ quý vị và các bạn nè đang xem đây ạ. Và option thì rất là nhiều về chiếc xe này. Gương, kính, chỉnh điện này, táp lô này cũng rất là đẹp luôn. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển, cruise control này, cảnh báo tiền va chạm hay còn gọi là phanh khoảng cách đây ạ. Cảnh báo lệch làn này. Đấy. Cảm biến lùi. Option thì rất là nhiều. Không thiếu một cái gì cả mà còn nhiều hơn đồ hơn, còn một số cái còn nhiều hơn so với chiếc xe Wizetrack đấy ạ. Màn hình giải trí thông tin là đa phương tiện rồi. Màn hình thông minh rồi. Quý vị và các bạn yên tâm khi sử dụng một chiếc xe cũ mà còn đẹp như thế này. Cái cần số cũng rất là đẹp. Bọc chrome sáng. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 650 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc quý vị và các bạn có thể xem xe trực tiếp, lái thử xe trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng chúng tôi là ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Thưa với quý vị và các bạn, từ đời 2018 thì Chevrolet cũng đã trang bị cho chiếc Colorado này một cái khối động cơ diesel 2.5 lít ạ. Khác với những cái đời trước đó là 2.8, thì từ năm 2018 thì là Chevrolet cũng đã cải tiến, thay vào đây là một cái động cơ thông minh 2.5 lít cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, đưa turbo tăng áp vào động cơ để giảm thể tích mà công suất không giảm, lại còn tiết kiệm được nhiên liệu ạ. Và thưa với quý vị và bạn, cái động cơ này thì nó còn rất là mới đây. Giới thiệu cho quý vị và bạn xem mà tất cả nó còn nguyên bản hết ạ. Ốc cabo cũng còn nguyên bản ạ. Riêng về cái xe này thì tôi xin phép quý vị và các bạn không phải giới thiệu về cái phần đâm đụng hay va chạm gì nữa. Không cần phải giới thiệu về cái phần keo chỉ nữa. Tại vì là chiếc xe này nó quá mới ạ. Nó rất là mới luôn, cho nên là không phải giới thiệu nhiều về cái phần keo chỉ hay đâm đụng hay va chạm gì cả. Cái máy này cũng rất là mới này. Các cụ hay gọi là vừa mới chạy hết rốt đa đấy ạ. Vì chiếc xe mới chạy có 1.1 km thôi, còn rất là mới, rất là đẹp. Không khác gì một chiếc xe ở trong hãng ra. Đấy, và bây giờ quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì là nó không khác gì mình mua một chiếc xe mới mà lại tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 650 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chỉ 650 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Chevrolet Colorado phiên bản LTZ 2.5, số tự động 2 cầu đấy ạ. Chiếc xe này là 2 cầu và một cái option nữa ở cái chiếc xe này mà tôi đã giới thiệu ở mấy chiếc trước rồi, đó là cái phần kính này. Kính cũng có thể lên xuống được bằng trên điều khiển luôn. Và mở cửa thì cái phần kính này nó tụt xuống này. Đấy, tôi mở cửa thì cái phần kính này nó sẽ tụt xuống, và đóng vào thì cái phần kính này nó lại lên. Và có thể lên xuống kính bằng khóa điều khiển luôn ạ. Tôi đóng lại này. Đấy, quý vị các bạn thấy rất là hay ở cái phần lên xuống kính này, hoặc đè nổ, nó có cái những option mà những chiếc xe bán tải khác không thể có được ạ. Đấy là cái phần đặc trưng của chiếc xe Chevrolet Colorado này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Tôi xin phép được kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Mm-hmm.